Thông thường thì những bệnh nhân suy tim, suy phổi nặng phải thở máy mà vẫn không có tiến triển thì cơ hội sống gần như là bằng không. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì công nghệ tim phổi nhân tạo gọi tắt là ECMO đã có mặt ở nước ta và đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, một bệnh nhân suy tim phổi đã vừa được cứu sống nhờ công nghệ hiện đại và đến sáng nay thì đã bình phục và ra viện. Bệnh nhân vừa được cứu sống là bà Đỗ Thị Lượng, 57 tuổi ở Hà Nội, có tiền sử đái tháo đường, giảm tiểu cầu vô căn, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch kéo dài. Ngày 10 tháng 2, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao, suy hô hấp, được gia đình cho nhập viện. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân mắc viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp nặng, không thể đáp ứng với các phương pháp điều trị tích cực thông thường, nguy cơ tử vong là rất cao. Các bác sĩ quyết định sử dụng vũ khí cuối cùng, đó là công nghệ ECMO để cứu sống người bệnh. Sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhân đã bình phục và ra viện trong sáng nay. ECMO là tên viết tắt của phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể. Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Đối với bệnh nhân suy phổi mà khi đã được tiến hành các biện pháp hồi sức hô hấp tích cực như thở oxy, thở máy mà lượng oxy máu vẫn thiếu thì công nghệ ECMO là niềm hy vọng cuối cùng. Trước đây khi không có công nghệ tim phổi nhân tạo, bệnh nhân viêm phổi nặng hoặc suy tim thường tử vong. Trong thời gian gần đây, khi ứng dụng ECMO, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống hàng chục bệnh nhân suy tim suy phổi nặng, tỷ lệ tử vong đã giảm 70%. Ở các nước phát triển, chi phí điều trị bằng công nghệ này là hàng chục tỷ đồng. Nhưng ở Việt Nam, tuy đã giảm hơn nhiều nhưng vẫn ở mức cao so với thu nhập của người Việt Nam, khoảng 600 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.